Người nhà gọi cảm ơn. Không có chi. Còn gì nữa không cưng? Dạ, thể nghiệm cuối cùng ạ. Của đồng tu đến từ Hoa Kỳ. Hỏi về ngồi nghỉ đi cô, cảm ơn nha. Tu hành giỏi, tu hành giỏi. Đến mà có thần ra chào là cũng ghê lắm á. Cũng gồng lắm á. Thôi chúc mừng ha. Dạ, thể nghiệm thứ nhất là bên trong của con thấy vầng hào quang và ánh sáng cực mạnh từ đôi mắt của Ngài. Thể nghiệm này con đã kể với sư phụ gần 30 năm trước. Lúc đó khi con ngồi thiền, con thấy ánh sáng trắng chói lóa, nhưng luôn ngại khi nhìn thẳng vào đó. Trong cái khóa tu đầu tiên ở Bình Đông, con đã nhìn thấy ánh sáng này một lần nữa, nhưng con tự nhủ mình cứ nhìn thẳng vào ánh sáng. Nếu như mà mình bị mù vậy thì đã sao? Lúc đó thì con đi xuyên qua cái luồng ánh sáng này và thấy sư phụ với một luồng sáng vàng lớn, tuyệt đẹp, đơn thuần, thanh khiết, có rất nhiều tia sáng trắng phát ra, chuyển động không ngừng từ đầu của Ngài. Và bên trên là vầng hào quang hoàng kim. Dạ, thể nghiệm thứ hai là con nhìn thấy Ngài trong ánh sáng trắng, trong hình dạng Quán Thế Âm Bồ Tát, với một quần sáng vàng dày như lửa bao quanh toàn bộ thân thể của Ngài. Con cũng tự nhủ bản thân, hãy cứ nhìn thẳng vào ánh sáng màu trắng, rồi từ trung tâm cơ thể của sư phụ, trái tim của Ngài tỏa ra một ánh sáng vàng rất là lớn về phía con. Con chìm vào trong ánh sáng, con nhìn xung quanh thì tất cả đều vàng rực. Dạ, thể nghiệm thứ ba là khi con đi đến một trong những cái cõi thiên đàng, thì con thấy sư phụ đang thuyết pháp trước rất là đông người. Khi kết thúc bài thuyết pháp, Ngài tỏa ra một cái luồng sáng màu vàng khổng lồ và bên ngoài là một quần sáng màu tím nữa. Rồi sư phụ nhìn vào con và nói bằng tiếng Âu Lạc rằng chỉ có Quán Âm mới có vầng hào quang này. Thì con không biết rằng chỉ có Quán Âm Bồ Tát mới có quần hào quang này hay là chỉ có người tu pháp môn Quán Âm mới có điều này. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu con là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thể nghiệm cuối cùng là khi con nhìn thấy ánh sáng trắng đặc như hàng tỷ mặt trời chiếu vào mắt Ngài. Nếu mà sư phụ cho phép thì con xin tiếp tục chia sẻ toàn bộ cái thể nghiệm này. Con xin cảm ơn sư phụ vô vàn kính yêu. Tiếp tục. Dạ. Microphone. Xin chào chư phụ. Chào. Là cái thể nghiệm nó như vậy sư phụ, thì con tới một cái chỗ đó, một cái thuyết pháp gì đó, rồi con thấy một minh sư Ấn Độ thuyết xong rồi cái vị minh sư đó được người ta nâng lên cái kiệu á, rồi có bốn người khiêng mà cái kiệu bằng màu vàng kim và vàng hết trơn á. Cái con nhìn con thấy nó, ủa sao cái vị này xây giống con như quen ở đâu đó rồi đó. Cái rồi con cứ đi xuyên qua đám đông, cái con nhảy lên cái kiệu đó. Rồi cái lát nữa con quay lại, con thấy tự nhiên cái vị minh sư đó hóa thành sư phụ. Rồi lát nữa con quay, con nhìn thấy mấy cái bốn vị mà khiêng cái kiệu đó tự nhiên họ biến mất. Rồi cái kiệu đó tự nhiên nó cũng không có người khiêng mà nó cũng vậy đó, nó cũng bay rồi. Nên tiếp tục nó bay ra khỏi cái tòa lầu, cái nhà lầu đó luôn. Cái rồi con thấy nhìn xuống thì con thấy nhà cửa nhà lầu rồi dưới này đầy hết trơn á. Rồi cứ cái kiểu nó vẫn tiếp tục bay, nó bay ra khỏi không gian tới không gian, rồi thấy con thấy sao, thấy mấy ngôi sao, mấy trời trăng rồi gì đó. Cứ rồi cũng đi thẳng rồi đi tiếp tục đi hoài đến cái vùng nó đen, thật là đen. Là có một chút ánh sáng cũng không thấy nữa, một hạt bụi ánh sáng cũng không thấy nữa. Cái rồi con quay lại thì con thấy sư phụ biến lại thành một bà lão rất là già, già đến nỗi mà những cái nét nhăn của bà rất là sâu, mà con chưa bao giờ thấy một vị nào mà nó già đến da nhăn đến kiểu như vậy đó. Ôi dồi. Rồi con thấy cái mắt của sư phụ không có cái tròng đen mà nó trắng hết á, giống là nó đầy ánh sáng hết trơn á sư phụ. Rồi con hơi sợ tại vì thấy nó lạ quá, chúng một sát na nó thôi. Rồi thì khuôn mặt của cái vị đó rất là hiền, làm cho con cảm thấy dễ chịu nên con không có sợ nữa. Chứ rồi con nhìn xung quanh cái chiếc kiệu hồi nãy đó, nó biến thành một chiếc tàu rất là nhỏ, chiếc cái thuyền nhỏ bé đơn sơ thôi sư phụ, rất là cũ kỹ.
Rồi con thấy chiếc tàu đó, tại vì ở đó không có ánh sáng. Con thấy chiếc tàu đó tại vì nhờ cái ánh sáng từ mắt của sư phụ. Khi con nhìn cái sư phụ thì tự nhiên trong mắt của sư phụ chiếu ra hai luồng hào quang rất là cực sáng. Mỗi luồng hào quang như vậy đó, nó sáng đến nỗi mà giống như tờ giấy trắng như sư phụ. Mà nó giống như là cái ngôi sao mà nó gom lại như vậy đó. Đó. Thì con thấy ánh sáng, con thấy được chiếc tàu là tại vì anh nhờ ánh sáng đó. Rồi con mới quay lại con hỏi vị đó, nhớ trong lúc đó thì con thấy con cầm cái sợi dây mà cái sợi dây đó nó cột dính là cái đầu mũi thuyền. Khi vị đó nói là tùy vậy thôi, thì con nghe đó xong con thả cái sợi dây ra, thì tự nhiên lúc mà chân con thả sợi dây đó ra rồi tự nhiên cái thuyền nó rã ra từng mảnh. Tại do đó không có cái vật gì hết trơn, rồi làm cho con cảm giác là rơi vào một cái không gian hay là một cái hố sâu gì đó. Rồi con sợ hãi, rồi con kêu sư phụ ơi cứu con sư phụ, một hai hai ba lần gì đó. Rồi con quay lại con thấy sư phụ hóa ra thành một cái vị đó, người Phi Châu mà không phải da đen lắm mà nhăn ngăm ngăm đen thôi đó. Thì lúc đó con không, lúc mà con xả thiền xong con không biết gọi tên cái vị đó là gì, con tạm thời đặt vị cái tên của vị đó là Hắc Mẫu. Còn cái vị kia là tại vì cái con thấy trên vũ trụ, dù cho mà vũ trụ có già có bao nhiêu tuổi đi nữa không bằng cái tuổi của cái vị vị lão đó. Nên con tự đặt tạm thời đặt tên của vị đó là mẹ của vũ trụ. Đó. Xong rồi cái trong khi mà sau khi con kêu cầu cứu sư phụ như vậy thì sư phụ hóa thành cái vị người Phi Châu đó, người đàn bà Phi Châu đó. Thì người bay tới rồi nắm tay con bay đến một cái vùng đất đó. Rồi sau đó thì nó hơi giống như là nó còn nữa nhưng mà hơi giống như là về giống như là personal sư phụ. Thì cho con tạm dừng ở đây. Ok. Dạ vậy thôi. Vì con thấy lực lượng và ánh sáng hào quang của sư phụ rất là mãnh liệt và rất là rực rỡ, rất là huy hoàng. Nên con muốn chia sẻ với sư phụ và đồng tu. Cảm ơn sư phụ nhiều. Tu hành có tiến bộ mấy chục năm á, mới được có một cái thể nghiệm dài dòng như vậy ha. Thường thường trao một cái là hết liền phải không? Ok, còn nữa không? Dạ hết rồi thưa sư phụ. Hết rồi, dở dạ. Quá. Rồi, cảm ơn quý vị ha. Tu hành giỏi như vậy, sư phụ rất là hãnh diện. Và rất là vui sướng. Không cần cho quà, cho cáp, cho tiền, cho bạc gì cho tôi hết. Thấy không? Tu hành giỏi tiến bộ là món quà rất là quý báu cho sư phụ. Có bao nhiêu đó thôi. Tu hành giỏi cái gì cũng qua hết á. Hiểu chưa? Sư phụ gánh rất nhiều nghiệp chướng mà rồi cũng chưa, nó cũng qua hả? Huống chi quý vị có một mình, nghiệp chướng của mình hoặc là gia đình một nhóm người thôi, năm sáu đời thì sư phụ giúp, năm sáu đời của tổ tiên ha, thì sư phụ đã giúp rồi. Còn quý vị chỉ gánh cái nghiệp chướng của mình trong cõi đời này thôi, hết rồi trả xong là đi ha, phải kéo thêm gia đình, con gái bè bạn cũng đi thêm nữa. Như vậy cũng không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà làm việc nhiều á, thì mệt mà. Nhiều khi thân thể nó mệt á. Làm thân người khó đặn. Nhưng mà tu hành cũng bị cái thân người đó mà làm cho khó khăn thêm. Chứ nếu không có thân người thì không tu hành được nhiều. Mà có thân người thì cũng bị chướng ngại. Thân người bên trong nó có rất nhiều cơ quan và có những cái sự áp lực vô hình nữa. Nó đã tạo sẵn ở trong thân thể của mình rồi. Cho nên nam nữ lớn lên cái tự nhiên cũng bị nó hành hạ, bị nó sai khiến. Nhiều khi không kiềm chế được nữa. Thành ra khó khăn như vậy đó. Rồi ăn chay nữa. Xã hội hồi xưa tới bây giờ ít người ăn chay. Mình ăn chay cũng hơi khó khăn. Nhiều khi ăn nhầm, ăn lộn nữa cũng có nữa. Làm cho chướng ngại sự tu hành của mình và thân thể của mình nữa. Cái xã hội này rất là khó khăn. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng càng ngày càng dễ dãi, càng ngày càng
tiến bộ ha, càng ngày càng hồ hởi. Sư phụ rất là hạnh phúc, rất là mừng cho nước Việt Nam, vô cùng mừng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị ha, cảm ơn quý vị tu hành giỏi thì đất nước sẽ càng sung túc hơn, hạnh phúc hơn. Cũng nhờ quý vị ha, sư phụ một mình đâu có làm hết mọi chuyện được. Cảm ơn quý vị chăm sóc cho những người nghèo khổ. Hoặc là những động vật vô tội, không có phương tiện để tự giúp đỡ và giải thoát chính mình. Sư phụ cảm ơn quý vị là thay sư phụ làm những việc đó. Ok, yeah. Nếu có cần trợ giúp gì tài chánh thì viết thơ cho sư phụ biết. Ok, viết thơ cho bộ ngoại giao. Biết không? Cái nhóm ngoại quốc đó mà, hiểu rồi. Yeah. Ok. Nhóm nó mạnh lắm á. Control everything. Cấm mấy người 72 không được qua nữa. Sư phụ đâu có biết đâu. Cũng tùy người thôi. Thì thường thường cái pháp luật nào cũng vậy đó. Hả? Làm một cách cái là, nghĩa là general á. Làm một cách tổng quát rồi đó. Không có kiểm soát từng người được. Mình cũng hơi đông quá đi. Trời. Cái cô gì đó hồi nãy đi ra nói bên kia chưa? Một chút đi hả? Một chút mới đi hả? Nếu mà đi qua bữa nay không được thì mai nói bác qua. Thì mấy lần nào sư cũng hỏi hoài tại sao bác không qua vậy? Tưởng đâu bác bỏ tôi, bác đi rồi. Bỏ tôi theo người nào khác rồi. Theo bà nào khác rồi. Nói bác, sư phụ thương nhớ bác. Ok, nếu được thì qua liền ha. Không được thì càng sớm càng tốt. Hả chứ? Cảm ơn sư phụ ạ. Tại vì bác rất là nhớ sư phụ mà do bác đi không được, chứ bác cũng nói là có lần ngày con đi bác khóc á, bác tiễn con đi bác khóc. Khóc hả? Trời ơi, tội nghiệp không? Sư phụ cũng biết chứ, thành ra cứ nôn nóng ngoài sao bác không có qua. Thôi được rồi, nói với bác ha. Nói bác còn mạnh giỏi, còn thương tôi thì đi qua. Em cảm ơn sư phụ. Không có chi. Nói bác Hải rất là nhớ bác, ok, nhớ rất là lớn tuổi rồi mà vẫn còn rất là thành tâm tu hành, không màng khổ, không màng khó khăn gì, không sợ ai hết. Bác là tiên phong của những cái nhóm sau này đó. Thôi còn gì nữa không? Không thì mình đi ra ngoài đi ăn cơm. Ê, những người nào già cả Việt Nam thì vô ăn cơm với bác Hải. Người nào trẻ thì từ từ, hiểu không? Không phải sư phụ phân biệt nha. Những người sáu mấy tuổi, 70 gì đó vô nhà bếp ăn cơm với sư phụ ha? Ê, cho vui ha? Rồi những người trẻ thì đợi tới phiên mình, chừng mình già rồi mình sẽ được vô. Thì già lẹ lẹ đó rồi vô ăn cơm với tôi. Sư phụ không phải phân biệt, nhưng mà những người già họ cơ hội có thể là ít hơn người trẻ, hiểu chưa? Có thể bữa nay họ còn, mai họ không. Có thể bữa nay họ mạnh khỏe, mai họ yếu đuối, không có đi được, hiểu chưa? Họ mất đi cái cơ hội vậy thôi. Với lại cả một đời họ đã sự phụng nhân loại, sự phụng quốc gia, sự phụng gia đình, sự phụng con cái, bè bạn rồi. Thì khi họ già thì cho họ một cái quyền ưu tiên một chút vậy thôi, chứ không phải vô đó ăn nó mập thêm gì đâu. Cũng vậy thôi à. Sư phụ ăn hoài đâu có mập gì đâu. Cũng có mập chút chút, nhiều khi ăn nhiều quá đâu có mập chút chút. Hồi xưa hồi tu khổ hạnh, hồi còn mà để tóc ngắn á, nghĩa là không có tóc đó, thì còn ốm hơn ha. Thấy ốm, bây giờ qua Đài Loan mỗi ngày nó cho ăn thứ này thứ kia. Nhiều khi không muốn ăn mà nó để trước mặt rồi cũng ngồi đó rồi ăn hoài, vừa ăn vừa nghĩ chuyện gì đâu. Nó cứ bỏ đồ ăn trong miệng mà không biết ăn cái gì. Thế cứ vậy mà nó mập, nó phát triển ra. Phát triển không có đúng chỗ, hiểu không? Cũng may là ở trên này, trên đầu này cũng còn phát triển dài dài á. Chứ nếu mà phát triển ở đây không là mệt lắm á. Quần áo mà mình thiết kế ra đó chắc bận không vô, nếu mà tiếp tục ăn kiểu đó, hiểu không?
không có bán cho ai được hết. Anh bận vô nó che có một nửa thôi. Nếu mà mập ra nó che có một nửa. Hả? Rồi cái cầm nó càng ngày nó càng xuống, nó túi xuống tuốt tới đâu rồi không biết nữa. Nó làm mấy cái cổ này cũng không có ích lợi gì đâu. Nếu mà ăn nó mập quá thì nữa, làm mấy cái cổ này không có che được gì hết, hiểu không? Có khi là cái cầm mình nó che cả cái cổ áo luôn. Thôi quý vị đi nghỉ ha. Ok. À, quên nữa, hỏi rồi. Có người nào không có cái quà không? Giơ tay lên coi. Ôi trời ơi, đi đâu mà hồi đó giờ không lấy quà tôi. Để cho mấy người kia lấy hết. Ok, được rồi. Ai sư phụ chỉ cho. Nhưng mà không được nói với ai hết, hiểu chưa? Không có được nói với tôi luôn á, hiểu không? Sư phụ nói cho một vài lần thôi. Rồi sau đó chưa hãy bố chị lắng nghe phan đi chính chủ. Ok, sư phụ nói cho một ít lần thôi, rồi một lát nếu mà quên á thì hỏi lại. Có những vị họ vậy, họ tổ chức họ đưa lên mình những cái chỗ nào đó rằng mình học lại, hiểu không? Tức là mình họ nhắc lại cho mình nhớ tới khi mình nhớ thôi, hiểu không? Nhớ cho tới khi ngày nào cũng phải niệm, hiểu không? Niệm 5 câu với lại cái món quà chung, hiểu không? 5 câu rồi món quà, rồi 5 câu rồi món quà. À, thì dù mình có bị đọa lạc tới đâu cũng không bị đau khổ, hiểu rồi. Nhưng mà đừng có bị đọa lạc nha, không? Đọa lạc rồi tôi không có trở lại đâu ạ. Tôi kỳ này tôi muốn đi luôn cho rồi, mệt quá. nghỉ vacation. Nghỉ ba cân một vài triệu năm là tính sao. Người trần gian khó dạy quá đi. Because I also have meeting after. So I will stay with you for a while and then I have to go. Sư phụ vô ăn cơm với quý vị trưởng lão một hồi thôi. Sư phụ phải đi họp nữa. Sau đó rồi còn bao nhiêu công việc ở nhà chưa làm xong. Hiểu chưa? Ok. Công việc gấp á. Cảm ơn. Rồi, bữa nay mấy đồng chí hồ hởi rồi hả? Không có ấm ức gì nữa phải không? Sợ. Xây cái nhà này nó cũng đỡ. Có chỗ ngồi đằng mà tổ chức mới được. Chứ hồi xưa sư phụ chạy tới chạy lui. Chạy vô cái mấy cái lều của Việt Nam, rồi chạy qua mấy lều của Mông Cổ, rồi chạy qua mấy lều của Đại Hàn. Như vậy cũng được rồi. Thay phiên mà đến ngồi thiền. Cái nhà này ngày nào cũng mở mà, thấy không? Thì đi thiền không được thì qua bữa khác đi qua, hiểu chưa? Nhưng mà cái lúc đi thiền thì có bà Hải ở đây. Có thể là 90% chắc ăn vậy thôi. Còn những ngày khác đi qua có thể bà có thể bà chạy đi chỗ khác, bà làm việc chỗ khác rồi, hiểu không? Có thì được, không có thì tại nghiệp của mình nha. Đừng đổ thừa bác Hải nha ông. Cảm ơn nha quý vị. OK, see you. Chào nha, một lát gặp nha, hay là mai gặp gì đó. Nếu mà công chỗ đó gì nha, chỗ là phải chi công chỗ là bằng áo Việt Nam đẹp ha. Nam bây giờ tiến bộ làm cái zip ở đằng sau á. Cái nhiều khi nó làm nút á, nhiều khi phải câu nó vô. Nhiều khi móc vô
nhiều khi nó làm nút á, mình mới có bấm vô cái nó tụt ra nữa. Rồi nhiều khi móc vô cái kia nó bật ra. Ây da, bây giờ làm phía sau vậy là tốt á. À, làm cái zip, cái dây kéo đằng sau á. Ờ, à, như vậy là bằng mình á. Rồi, tôi đi ra, ai muốn coi nữa thì chạy ra kia coi. À, thank you very much. Yeah, I make it slow. Ok là, go, go, go. Khá được chứ mà. À, chẳng xin chạy lại, nó chạy chứ mà. À, đây là, thầy chào vào mà phần. Give me hard time. Little car. Careful, huh? Yeah. Ok là. Chào là. I will give you Westerner more time later, another time, okay? Today is Vietnamese time, yes. Yeah, Westerner, I see you later. Don't worry, all of you chocolate. Huh? See you later, see you. I will give you time, okay? Today is the Vietnamese time. But I don't forget you, I don't forget you. The Mongolians, the Koreans, the Thai, the Cambodians, the Laos, I don't forget you. We take time, okay? One group at a time. I love you all. God bless. Thank you. Love you. Thank you. Thank you. Yeah, xào xin ha, chào của bây bây chào chào ha. Ah, hello. Chơi bút chơi mà bút chơi, lăng ngồi cân cao cái tiền. Yeah, ta ra khăn rồi phong biên. Hey. Love you. Ah. Yeah. Love you too. Love you too. Ah, mấy hẳn tôi lần hả? Ôi, chinh chi chú phẳng hả lần hả? Ni hao, ni hao. Ôi, càng khoai chinh chi chú phẳng là càng khoai là. Khoai cho hồi chi là. Hao, hao. Thank you, thank you. Đây, ta chào hao. Xào xin chào hao. Ôi, chứ cái sơ sử khăn bụt tao hay. Ôi, khăn bụt tao này để chào hay. Hey, hello. Hello 啦 ，OK， 我回去好了啊，我等一下转车了。哦， 你们在外面会不会冷啊？习惯哈。好好 ，OK OK， 我去厨房。嗯，好好，大家好。呀，呀好 ，Thank you。 Come on， come on， come on。 Cảm ơn, tôi sẽ. Thank you. Love you. Yeah. Love you. Ở chị khai hội là. Nếu có ai hiểu không, đừng ra chuyện. Ok. If I have time, I see you again. Hey, công chúa. Công chúa đơn giản. Xin chào tất cả. Thank you. Thank you.